Quý vị và các bạn thân mến, lúc này bên cạnh tôi đó chính là kỳ thủ Đào Cao Khoa. Trận này là một trận được người hâm mộ chờ đợi nhất bởi đây là hai ứng cử viên sáng giá hàng đầu. Anh Đào Cao Khoa là vô địch quốc gia năm 1999, là kiện tướng quốc tế. Kỳ thủ Phạm Quốc Hương là đương kim vô địch năm 2013. Anh sở hữu lối đánh nhanh, sắc bén, mạnh toàn diện. Anh là thành viên của đội tuyển cờ Hà Nội và đây là một trận đấu cân sức cân tài và hai kỳ thủ có thể nói rằng ngang nhau trong các chiến thuật. Thưa anh, cảm xúc của anh như thế nào khi gặp một đối thủ có thể nói rằng tương ứng với tầm của anh? Anh Khoa là đối thủ lớn của tôi nên là trận này tôi cũng phải cố gắng nỗ lực hết mình. Ngoài ra thì anh kỳ vọng gì về trận đấu này? Đương nhiên là tôi kỳ vọng là sẽ chiến thắng. Thưa anh Đào Cao Khoa, trước khi bước vào trận đấu thì đối thủ của anh rất nặng ký, đó chính là Phạm Quốc Hương, là đương kim vô địch trạng cờ năm 2013. Thì lo lắng gì của anh trước khi bước vào trận đấu? Thì thật ra Phạm Quốc Hương là đối thủ rất mạnh. Chúng tôi gặp nhau vòng hơi sớm, hơi tiếc, nhưng mà lo lắng thì tôi cũng trải qua thôi, áp lực thôi. Nhưng Phạm Quốc Hương thì nếu mà lo lắng thì tôi rất ngại Phạm Quốc Hương vì đối đánh kiên trì và sắc sảo. Vâng, vừa rồi thì quý vị được lắng nghe cảm xúc trước trận đấu của hai kỳ thủ. Và bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến với trận đấu của hai kỳ thủ, trận đấu được mong đợi nhất trong mùa giải năm 2015. Khóa Việt Tiệp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, là sản phẩm cao cấp chống giò chìa và khoan phá, chất lượng an toàn tuyệt đối. Ê! Chúng tôi lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Khóa Việt Tiệp, niềm tin của mọi nhà. Các bình luận viên Doãn Hưng Bình và Phạm Thanh Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn trận cờ vòng 1/16 của chung kết khu vực miền Bắc giải đấu trận cờ đất Việt 2015 giữa hai kỳ thủ Đào Cao Khoa của câu lạc bộ Tây Sơn và Phạm Quốc Hương của câu lạc bộ Kinh Kỳ. Trận đấu diễn ra trong thủy đình trên hồ Sen Đầm Trị, Hồ Tây, thủ đô Hà Nội. Trong trận đấu này, kỳ thủ Đào Cao Khoa mặc áo đỏ và được cầm quân đỏ đi trước. Kỳ thủ Phạm Quốc Hương mặc áo xanh và cầm quân xanh đi sau. Trận đấu được tài trợ chính bởi công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ: công ty trách nhiệm hữu hạn AD France Việt Nam, công ty Carotech, khách sạn Ritz Hotel Ninh Bình, khách sạn Minh Cường Đông Anh và nhà hàng Sen Đồng Trị. Trận đấu
đi trước của Đào Cao Khoa e rằng sẽ không còn được duy trì nữa. Chúng ta thấy vừa rồi là sau khi Phạm Quốc Hương tấn xe xuống một con xe tấn xuống cửu thì lập tức đã khởi động hoành xe con xe còn lại và đang chuẩn bị tạo một cái thế là song hoành xe tấn công rất là mạnh mẽ. Cũng rất là ngạc nhiên khi hai tranh thủ của chúng ta chuẩn bị thế trận thuận pháo dành cho nhau. Thông thường anh Đào Cao Khoa rất là mạnh ở lối cờ đứng, lối cờ dẻo dai. Một phần lấy là gọi lý do tại sao mà anh đã có biệt danh là Khoa bún, tức là dẻo như bún. Anh Khoa thì thông thường thế trận hay nhất của anh là pháo 2 bình 6, pháo cung pháo. Anh Phạm Quốc Hương thì cũng rất là mạnh trong các thế trận mà chúng tôi gọi vui là lãnh môn, tức là anh đi những cái đường cờ có thể nói là tương đối lạ và những người khác ít sử dụng và sử dụng khả năng trung tàn của mình để chiến thắng đối thủ. Thì trong trận đấu này, trong một cuộc đấu có thể nói là cả miền Bắc chờ đợi, thì cả hai bên đã sử dụng thuận pháo để cho nhau rất là thú vị. Vừa rồi anh Khoa vừa chuyển pháo 5 bình 4 thì Hương đi xe 1 tấn 1 với ý đồ là xe 1 bình 6. Anh Khoa đã đón sẵn ý đồ này, ấn pháo 8 tấn 2. Nếu bây giờ anh Hương chuyển sang xe 1 bình 6 thì anh Khoa sẽ lập tức có hai hướng, một là binh 7 tấn 1, hai là có thể chuyển pháo qua 6 để đuổi xe ngay. Và anh Hương đã đoán được ý đồ của đối phương và đi tốc 3 tấn 1. Đưa tốc 3 tấn 1 cũng nhằm để tránh cái việc là bị bên đỏ chơi pháo 8 bình 7 bắt tượng. Vẫn duy trì và tạm thời chưa vội bình xe để xem đối phương sẽ đi tiếp như thế nào. Phạm Quốc Hương và Đào Cao Khoa khá giống nhau ở việc là cả hai cùng chơi cái lối cờ chắc chắn, thiên về chắc chắn. Ví dụ vừa rồi anh Trung có nói là anh Đào Cao Khoa chơi cờ đứng, thì Phạm Quốc Hương cũng là một danh thủ rất nổi tiếng về lối chơi cờ đứng. Thì anh luôn luôn biết cách tạo một cái thế phòng thủ chắc chắn và chờ đối phương tạo phải những cái sai lầm mà lập tức sẽ khai thác ngay một cách rất là triệt để. Anh Đào Cao Khoa thì với vị thế là người đã 3 lần vô địch chùa vua và là vô địch quốc gia năm 1999, đương nhiên được đánh giá cao hơn so với anh Phạm Quốc Hương. Anh Phạm Quốc Hương thì về thành tích quốc gia thì chưa mạnh với anh Đào Cao Khoa, tuy nhiên trong các trận đối đầu với nhau thì anh Phạm Quốc Hương hầu như đều giành chiến thắng, mà chiến thắng quan trọng nhất là của anh Phạm Quốc Hương trước giải gọi là cái đài Kỳ Vương Đất Bắc mà do Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo tổ chức năm 2010. Và cái ở cái trận đấu đó thì anh Phạm Quốc Hương đã vượt qua anh Đào Cao Khoa một thế trận cờ tàn tuyệt hay, xe mã 2 tốt sĩ tượng bền, thắng xe mã 2 tốt sĩ tượng bền. Và sau trận đấu đó thì thời gian gần đây thì hai anh có chạm trán nhau trong trận cờ nhanh và người giành thắng lợi là anh Đào Cao Khoa. Giang hồ cờ Hà Nội thì rất mong đợi những cái trận đấu giữa anh Đào Cao Khoa và anh Phạm Quốc Hương. Tuy nhiên anh Đào Cao Khoa do lý do công việc và anh là một kỳ thủ chuyên nghiệp, cho nên là anh cũng rất ít khi mà có những cái trận va chạm mà theo cái hướng cờ giang hồ. Do vậy mà những trận đấu giữa anh Phạm Quốc Hương và Đào Cao Khoa diễn ra cực kỳ ít trong thời gian gần đây. Và cái lá thăm mà có thể nói là cực kỳ may rủi và rất là đáng chờ đợi đã cho chúng ta một trận đấu mà có thể nói là hai kỳ thủ được đánh giá là hàng đầu cho chức vô địch miền Bắc đã gặp nhau ngay vòng đầu tiên, và bất kể ai phải dừng bước trong trận đấu này thì đều thực sự là đáng nuối tiếc.
đến cho giới giang hồ miền Bắc cũng như toàn quốc những cái rất nhiều xôn xao. Thì anh Phạm Quốc Hương đặc biệt mạnh trong những ván cờ mà khi mà chuyển tàn mà anh Phạm Quốc Hương tốt thì có thể nói là ngay cả những danh thủ lẫy lừng của Trung Quốc cũng không thể làm gì được Phạm Quốc Hương được. Cho chúng ta thấy là Phạm Quốc Hương đã chơi rất là thực dụng, ăn tốt và lại chuyển xe ra để tránh nước bị đối phương dùng pháo bắt xe. Tức là đã có một cái thực lợi là ăn hơn một con tốt ở lộ 7 của đối phương. Anh Hương rất là mạnh trong việc này, sau khi ăn tốt thoái xe về mà lại không mất gì, lập tức thoái xe về hàng tốt của mình. Vừa là có thể giữ được cái hàng tốt quan trọng của mình, vừa là về lâu về dài có thể nhảy mã lên để đội mã lên và có thể là bảo vệ tốt đầu của mình. Những nước cờ có thể nói tôi đánh giá là một cái điểm cực kỳ mạnh của anh Phạm Quốc Hương. Chúng ta thấy vừa rồi bên đỏ đã phát hiện ra là bên xanh chuẩn bị chơi binh 3 tấn 1, lập tức xuất xe bắt pháo và sẽ tiến xe 2 để giữ tránh cái nước là đối phương tấn binh 3. Như tôi đã nói là cái điểm mạnh của anh Đào Cao Khoa thì cân cờ rất là giỏi, cho nên là cái việc mà để mà lấn được cây sang của anh là cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên thì Phạm Quốc Hương vẫn quyết định là tấn tốt và mời đổi xe. Sau khi đổi xe thì bên đỏ bị vách tượng và thế và quân mã ở lộ 1 của bên xanh cũng đã có thể tham chiến được ngay. Cái vị trí như anh Bình nói là vị trí tượng là tượng vách hoặc là tượng méo. Thì nếu như ở một người chơi nghiệp dư như bình thường sẽ thấy là không quá quan trọng. Nhưng trong những ván đặc biệt là những cái ván mà ở trình độ đỉnh cao thì một con tượng như thế này về lâu về dài nếu mà muốn làm tròn lại sẽ phải thoái về hoặc là làm một cái điều gì đấy để cho hình cờ nó bình ổn, như đấy sẽ là thất tiên và sẽ vô hình chung sẽ là tạo cơ hội cho đối thủ của mình công phá. Rõ ràng thì Phạm Quốc Hương đã tận dụng ngay cái lợi thế, cái việc mà con tượng bị treo lên bình pháo, pháo 5, bình 3 để đuổi mã. Và nếu như Đào Cao Khoa thoái tượng về thì lập tức có thể chơi mã 1 tấn 3, tiếp tục bắt mã ngay để tranh tiên. Thế tấn công ở phía cánh phải đã được xác lập với 4 quân chủ lực, trong khi quân xe là quân mạnh nhất của bên đỏ thì đang bị tạm thời bị tắc ở bên cánh bên kia. Đúng như tôi đã nói là lập tức mã 1 tấn 3 tiếp tục truy kích quân mã ở lộ 7 của đối phương. Rất chính xác, thì anh Hương thì luôn luôn dành cho mình trong cờ thì anh Hương luôn dành cho mình cái đường tiến thoái. Khi tấn công thì anh có rất nhiều điểm tấn công, và khi phải phòng thủ thì anh Phạm Quốc Hương cũng tạo cho mình rất nhiều điểm phòng thủ. Và cái điều này thì đấy là điểm mạnh nhất của anh Phạm Quốc Hương và khiến cho anh đặc biệt mạnh trong những cuộc chơi playoff, có nghĩa là cuộc chơi loại trực tiếp. Tuy nhiên ở trên bình diện quốc gia, khi đối đầu với những danh thủ toàn quốc nổi tiếng như trong thành phố Hồ Chí Minh như Trần Nga Sáng, Trương Á Minh, Nguyễn Trần Đỗ Ninh, thì cái lối cờ này của anh Phạm Quốc Hương sẽ rất dễ đến là cái việc mà các ván cờ dễ đến hòa. Cho nên là anh Phạm Quốc Hương ở đỉnh cao nhất anh mới chỉ một lần đoạt hạng 5 quốc gia mà thôi, chưa bao giờ được vào top 3 cả. Tôi thấy vừa rồi bên xanh đã đi một nước mà có lẽ là còn phải bàn luận, tức là nước mã 3 tấn 4 thay vì mã 3 tấn 2. Mã 3 tấn 2 là ép bên đỏ phải nhảy mã lên chân tượng, lên mã 8 tấn 9 và lập tức mã có thể đổi mã để tấn pháo chiếu, thì là sẽ thế tấn công của bên xanh rất mạnh ở phía cái bên phải. Còn mã 3 tấn 4 thì tạm thời là chưa đổi con mã đó mà được một nước bắt pháo, thế nhưng mà cái thế tấn công ở bên phải thì tạm thời đang bị ngưng lại một chút. Tôi cũng hết sức tán thành với ý kiến của anh Đoạn Nhất Bình, thì nước mã 3 tấn 2 vừa rồi sẽ gây áp lực rất là lớn, trực tiếp bắt con mã đáy, nhưng mà mã báy thì chắc chắn là phải nhảy lên biên để dùng tượng giữ. Nhưng mà trong phương án mà nếu mà nhảy mã ăn mã thì tượng phải ăn lên, thì lập tức là bên xanh sẽ hình thành thế trận hai xe một pháo công phá ở bên cánh trái của bên đỏ, thì tôi nghĩ là sẽ rất nguy hiểm. Hai pháo một xe, xin lỗi các bạn. Trong khi đó thì các bạn có thể thấy con xe 2 của đỏ đang cực kỳ vô duyên. Hiện thời thì bên đỏ đang phải chống đỡ, nhưng mà chúng ta thấy hai quân pháo của bên đỏ đã giữ được hai cái đường nhảy của bên của quân mã. Nếu như mã tấn 2 để đổi mời đổi thì pháo vật sang và pháo vật chiếu, thì bên mã tấn 2 thì mã sẽ treo lên biên, và lúc đấy thì con mã đang bị quân pháo ở lộ 3 truy kích. Và nếu như mà đấy là một quân pháo, và đồng thời quân pháo còn lại thì đang thủ cái nước chiếu, nên là đây là việc mà mặc dù phải chống đỡ nhưng bên đỏ cũng đang
cố gắng là xoay chuyển, tìm cách là xoay chuyển tình thế để giảm bớt áp lực. Anh Phạm Quốc Hương có thể nói là một trong những người được hâm mộ nhất tại miền Bắc, và cũng rất nhiều lý do tại sao mà trong các cuộc chơi playoff thì anh Phạm Quốc Hương thường giành được thắng lợi, mà tại sao thành tích quốc gia của anh Phạm Quốc Hương không được tốt thì như chúng tôi đã phân tích, lối cờ của anh Phạm Quốc Hương thì khi gặp các tranh thủ hàng đầu quốc gia thì sẽ rất khó cầy điểm, mà thể thức của giải vô địch quốc gia là thi đấu thụy sĩ 9, 10, 11 hoặc là 13 ván, do vậy mà việc có rất nhiều trận hòa khiến cho anh Phạm Quốc Hương và anh Đào Quang Khoa trong thời gian gần đây không có những thành tích cao nhất. Lý do thứ hai là trên ghế nóng của trạng cờ, anh Phạm Quốc Hương là một người mà đoạt rất nhiều giải thưởng ở các giải làng xã của đặc biệt là tại miền Bắc, và khi mà anh đi thi đấu thì sẽ bị nhiều áp lực, ví dụ như là trước đám đông khán giả mình bị chống gõ, rồi trong cái tình trạng mà bị nắng bị mưa, cho nên là anh Phạm Quốc Hương đặc biệt là có tâm lý thi đấu cực kỳ tốt, và đặc biệt nữa là anh có cái trình độ chơi cờ nhanh rất là cao, cho nên là việc mà anh chúng ta thể thấy ngạc nhiên khi anh giành chức vô địch của trạng cờ Quý Tỵ 2013 đến nay vẫn là ứng cử viên hàng đầu, ngay cả trước trận đấu này vẫn được coi là ứng cử viên hàng đầu đối chức vô địch, là lý do là như vậy. Mặc dù trên bình diện quốc gia cái trình độ tức là cái điểm số, cái thành tích của anh Phạm Hương không thể bằng Đào Ngọc Hòa được, tạm thời là như thế. Còn một cách lý giải khác về lý do tại sao mà Phạm Quốc Hương thi đấu quốc gia, thi đấu các giải chính quy theo cái hệ thụy sĩ thì không đạt được cái thành tích tốt là bởi sức khỏe của Phạm Quốc Hương cũng không được tốt. Tức là khi mà đánh những cái trận, những cái giải đấu mà đường trường và phải thi đấu liên tục một ngày 1 đến 2 ván đấu thì ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe. Và thường là các kỳ thủ trước đây chúng ta biết rằng là có một số kỳ thủ khác mà sức khỏe cũng không được tốt, cũng rất là khó mà đạt được kết quả cao. Thế tuy nhiên là nhờ bằng nhiều lý do, thì ví dụ như Trần Nhã Sáng là một kỳ thủ như vậy. Thế nhưng mà nhờ là có thể là có nhiều đồng đội thì cái thành tích của Trần Nhã Sáng vẫn tốt hơn so với kỳ thủ như Phạm Quốc Hương. Thường là có ít đồng đội, ít cái sự hỗ trợ hơn, cho nên là cái thành tích đỉnh cao của Phạm Quốc Hương thì chúng ta cũng chứng minh rất là khó. Phân tích của anh Bình cũng hết sức chính xác, nhưng theo tôi cho rằng cách mọi sự so sánh thì đều hơi khập khiễng một chút, nhưng mà tôi cho rằng với khả năng trung đàn, với rất nhiều các cái kỹ năng của anh Trần Nga Sáng, thì tôi cho rằng là anh Phạm Quốc Hương vẫn phải dưới anh Trần Nga Sáng một bậc. Mặc dù anh Phạm Quốc Hương là một kỳ thủ miền Bắc mà tôi hết sức mến mộ. Trở lại về ván đấu, chúng ta thấy là bên xanh sau một loạt các nước điều quân, nước vừa rồi tiếp tục tiến pháo đuổi con ngựa ở lộ 3 của bên đỏ thì đã ép con ngựa phải lui về. Cái tình thế đang càng ngày càng rất là tốt cho phía bên xanh. Hiện thời thì rõ ràng ưu thế của bên xanh so với bên đỏ là rất rõ rệt. Bốn quân vẫn đang tiếp tục có thế tấn công ở phía bên cánh phải. Trong khi đó với lợi thế đi tiên thì danh thủ Đào Quang Khoa của chúng ta, chứ các bạn thì hình cờ là chưa có một con nào sang Hà đối phương cả. Thì việc mà sẽ phải lo đỡ cờ thì sẽ không có lì đạp lạ. Tuy nhiên anh Khoa như tôi đã nói là biệt danh là anh Khoa Bún, tức là Giang Hồ Hà Nội so sánh là dẻo như bún. Bên cạnh anh Nguyễn Anh Quân cũng là anh Quân Bún. Thì mặc dù ưu thế lớn như này nhưng mà anh Hương phải đi.
Các bạn đang xem trận đấu giữa kỳ thủ Đào Cao Khoa cầm quân đỏ đi trước, kỳ thủ Phạm Quốc Hương cầm quân xanh đi sau. Trận đấu được tài trợ chính của công ty cổ phần Hóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ: công ty trách nhiệm hạn Henny Friendse Việt Nam, công ty Canotech, khách sạn The Ritz Hotel Ninh Bình, khách sạn Minh Cường Đông Anh và nhà xe Đồng Trị. Các trận đấu của trạng cờ đất Việt 2015 sẽ được phát trên kênh sóng của Today TV vào 15 giờ ngày thứ bảy chủ nhật và 14 giờ ngày thứ hai hàng tuần. Ngoài ra, biên bản ván đấu, hình ảnh, clip ván đấu sẽ được chúng tôi phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Cao, website và web Thăng Long Kỳ Đạo. Kính mời quý vị đón xem. Tôi đang suy nghĩ là mục đích của nước pháo phái ba này là mục đích gì? Có lẽ là để chống đối bên đỏ, nước bên 3-1 ha. Có lẽ là để tránh. Tôi cũng nghĩ là như vậy. Tuy nhiên là nếu như phương án tôi đề xuất là pháo 2-2 thì bên đỏ sẽ không thể bên 3-1 ngay được, phải mất một nước nữa. Vâng, đúng như anh Bình thì đoán, đi trước sau thì anh Khoa sẽ đi xe 2-1 thôi. Một là giữ tốc đầu, hai là có thể mở đường xe. Chứ xe đứng ở bên đấy thì tắc, rất là tắc. Trước trận đấu thì anh Phạm Quốc Hương có tâm sự với tôi là cái lá thăm này khiến anh vừa là cảm thấy là gặp một đối thủ rất là mạnh mà anh rất muốn gặp, vừa là cũng cảm thấy vui bởi vì anh Phạm Quốc Hương khẳng định với tôi rằng nếu như anh vượt qua anh Đào Cao Khoa thì đường vào chung kết của trạng cờ đất Việt 2015 khu vực phía Bắc sẽ cực kỳ thanh thang. Đây là một trong những lý do mà anh Hương luôn luôn được người khác ngưỡng mộ, với anh Hương cực kỳ tự tin. Rõ ràng trước mặt anh còn rất nhiều kỳ thủ nổi tiếng khác như là kỳ thủ Nguyễn Khánh Ngọc, rồi đặc biệt nhiều, bởi vì bây giờ mới là vòng đầu tiên của chung kết khu vực phía Bắc, nhưng anh Phạm Hương đã tuyên bố nếu như anh vượt qua anh Đào Cao Khoa thì chắc chắn anh sẽ có mặt trong trận chung kết. Và ở trong mọi trận chung kết thì từ trước đến nay thì anh Hương đều có một câu mà có thể nói là cực kỳ quen thuộc và có phần ngạo nghễ: giải này là của tôi. Chúng ta hãy chờ xem là cái câu giải này là của tôi có được anh Hương làm được trong giải đấu năm nay hay không.
Con mã ở lộ 7 của bên đỏ cũng tạm thời chưa biết phát triển như thế nào, nên là tạm thời là vẫn để nguyên như vậy và khởi động con mã ở lộ 2 tiến lên 4. Đúng là vừa rồi nếu mà như tôi cầm bàn cờ mà đi mã 7 tháng 6 thì hết sức nguy hiểm như anh Bình phân tích. Mặc dù là có thể sau một hồi đổi cây chưa kém cây ngại, nhưng mà hệ thống cây phòng ngự của bên đỏ sẽ rất là kém và sẽ dễ dẫn đến thua trận. Trận đấu có thể nói là một trong hai trận đấu được chờ đợi và hay nhất của vòng 16 của chặng cờ đất Việt 2015. Trận đấu giữa kỳ thủ Đào Cao Khoa và kỳ thủ Phạm Quốc Hương thuộc giải chặng cờ đất Việt 2015. Giải đấu nhận được sự tài trợ chính của công ty cổ phần Khoáng Việt Tiệp và các nhà tài trợ: công ty trách nhiệm hữu hạn Eni France Việt Nam, công ty Carotech, khách sạn The Ritz Hotel Ninh Bình, khách sạn Minh Cường Đông Anh và nhà hàng Sen Đồng Trị. Chúng ta thấy là trong cái tình thế mà tấn công trung lộ không được thì Phạm Quốc Hương lại chơi pháo 5 bình 1, lại chuyển sang chuẩn bị đánh vào biên. Sau khi mà đối phương rời con mã ở lộ 9 lên thì lập tức là Hương đã bình pháo bắt tốt. Và anh Khoa thì đang chơi với lối chơi giống như thái cực quyền. Đối phương đánh chứ đâu thì ta đỡ tới đó. Và con mã ở lộ 7 không lên được thì đã lại lùi về lộ 8 để bảo vệ con tốt 9. Hoặc là có thể tuân thủ theo đúng binh pháp mà có thể nói là giặc đến thì quân ngăn, nước tràn đất lấp. Và Hương bắt tốt đầu thì quỳ mã lên giữ tốt đầu, anh Hương chạy sang biên lại thoái mã về giữ tốt biên, rất là thú vị.
Tới đây thì tôi nghĩ rằng vẫn nên nhảy chiếu để đổi mã lấy pháo đi. Thì việc mà còn pháo mã thì dễ đỡ hòa hơn. Chứ để duy trì đối phương nhiều cây như này thì khó đỡ hòa. Nhưng mà tôi trước mắt là tốt nhất là cứ pháo 5 tấn 4 ngay. À. Không, trước khi tấn 4 thì có thể là nhảy mã. Anh Đào Cao Khoa, thay vì pháo 5 tấn 4 ngay thì anh đã để anh Hương đổi mã lấy pháo rồi. Vâng, chuyển tàn thì cuối cùng thành mã 4 tốt đánh với cả mã 2 tốt thì cực kỳ nguy hiểm. Mã 3 tốt ạ, mã 3 tốt. Đã bỏ món tốt ạ. Vâng, còn hai cặp chốt đối đầu vẫn phải phân tích là mã 4 chốt. Và tôi nghĩ là trong cái hình cờ này thì có thể nói là thua chặt. Đấy, bây giờ chúng ta thấy là mã 3 tốt đánh với mã tốt. Nước cờ rất sai lầm của anh Đào Cao Khoa. Ba tốt thì đồng nghĩa với việc là bên xanh hoàn toàn có thể vận dụng đủ binh lực để mà tấn công. Với cái khả năng cờ tàn anh Phạm Quốc Hương thì tôi nghĩ là sẽ không thể đánh trượt trong hình cờ này. Anh Khoa không hiểu sao, có lẽ là ngồi trên ghế nóng của trận cờ mà giữa cái hồ xe mà thực sự là diễn ra thi đấu thì cực kỳ nóng. Và các kỳ thủ là để làm đẹp mắt khán giả thì để làm cho chương trình sống động hơn thì đã phải mặc những cái bộ quần áo rất là đẹp. Tuy nhiên là sẽ là dẫn đến cực kỳ nóng nực thì có lẽ là do mệt mỏi anh Đào Khoa không nhìn ra được nước cờ báo 5 tấn 4. Rõ ràng là chúng ta thấy nếu giữ lại pháo thì sẽ dễ đánh hòa hơn hẳn ở trong hình cờ này. Và đặc biệt là sẽ chắc chắn là không kém đến 2 tốt như này, chứ tối đa chỉ kém 1 tốt thôi. Quá khó rồi, anh Hương đang chói. Kỳ thủ sử dụng nước chiếu liên tục thì tôi nghĩ là cũng nhằm mục đích là trong khi suy nghĩ chưa nghĩ được thì vừa đi vừa để tránh mất giờ, vừa tiếp tục suy nghĩ cái nước đi tiếp theo. Chắc chắn là trọng tài đã nhắc nhở anh Đào Khoa, anh Đào Khoa không thể chiếu tiếp, nếu không sẽ bị phạt kỹ thuật lần một. Lập tức là Phạm Quốc Hương ăn đôi sĩ ngay. Cờ này vừa đủ thua rồi, không thể đỡ nổi. Anh Khoa có lẽ là vẫn còn muốn xuất hiện trên trạng cờ thêm một thời gian ngắn. Quá đáng tiếc anh Đào Cao Khoa, trong lúc có thể nói chúng tôi khẳng định là do anh Đào Cao Khoa mệt mỏi. Bây giờ tốt lộ 9 cái thủng thẳng đi. Rẽ thẳng vào mùng tượng luôn. Không thể ăn tượng lên, tượng lên sẽ bị điền. Thua. Kỳ thủ Phạm Quốc Hương đã giành chiến thắng. Xin chúc mừng.